Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình mời các bạn quay trở lại với cái vườn xóm của mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái vườn xóm của mình có những cái khóm rất là kỳ lạ nha các bạn. Nó có cái hình thù rất là kỳ quái luôn. Vườn xóm mình hôm nay thì mình thu hoạch gần hết trái rồi các bạn ơi. Giờ mình mời các bạn theo dõi nha. Mình sẽ cho các bạn xem những cái khóm có hình thù giống như là hình rồng nha các bạn. Đây là cái khóm có hình thù kỳ quái này các bạn. Các bạn thấy hình thù rất là giống hình rồng không? Nó có hình thù kỳ quái như vậy là do cái bụi khóm của nó bị biến dạng rồi các bạn. Các bạn nhìn nè, nhìn cái lá, những cái lá khóm này các bạn thấy không? Nó bị biến dạng nè. Mình cố tình mình đổ khí đá thử các bạn. Mình cố tình mình đổ khí đá thử xem nó có ra trái không. Mình cuối cùng nó ra trái nha các bạn. Mà trái nó ra như vậy nè các bạn. Rất là kỳ quái, hình thù rất là kỳ quái nha các bạn. Này nó muốn chín rồi nè các bạn. Các bạn nhìn thấy giống hình con rồng không các bạn? Đó, mình quay này cho các bạn xem kỹ một chút nha. Nhìn đi ha, đó, nhìn hình thù nè. Đây là cái đầu này nha các bạn. Các bạn nhìn cái lưng ở trên giống thịt hình con rồng không các bạn? Để một chút là mình sẽ sắn nó ra. Mình sắn nó ra, mình đem vô nhà mình quay cho kỹ cho các bạn xem nha. Bây giờ còn hai ba trái có hình dáng cũng kỳ lạ lắm, mình sẽ quay những trái khác cho các bạn cùng xem đi nha. Mình sắn lên vô nhà mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem rõ một chút nha. Chỗ này có thêm một trái này nha các bạn. Trái này thì nó mới ra, nó chưa có lớn nha các bạn. Nó chưa có lớn như trái hồi nãy. Đó các bạn thấy không, nhìn cái bụi xóm là nó bị biến dạng hết. Mình nghĩ là nó sẽ không có cho ra trái. Tình ra mình cố tình mình đổ cái đá thử, nhưng mà cuối cùng nó cũng cho ra trái. Nhưng mà trái nó gì nè các bạn, nó bị biến dạng nè các bạn. Trái này thì mình ăn không có được nha các bạn. Bây giờ chắc nó không có thịt thà gì đâu. Chắc là mình ăn không được rồi. Rồi mình mời các bạn xem tiếp nha. Để mình xem còn có trái nào kỳ lạ nữa không nha các bạn. Rồi ở đây mình có một trái nữa nha các bạn. Các bạn nhìn thấy bụi khóm không? Rất đẹp nữa không? Nhưng mà thật ra nó cũng đã bị không bình thường nữa các bạn. Bụi khóm này nó cũng không bình thường nữa các bạn. Thành ra nó cũng cho trái như vậy nè các bạn.
đó. Còn nhìn cái cán này không có giống như trái khóm bình thường, thấy không? Bây giờ bữa khóm các bạn nhìn thấy rất đẹp, phải không? Nhưng mà nó cũng đã bị biến dạng rồi đó các bạn. Đây là trái khóm gì nè. Các bạn xem nè, cái khóm này nó như cái bông luôn á các bạn. Này người ta gọi là khóm bông á các bạn. Toàn là khóm con không à các bạn, nhìn thấy toàn là khóm con nó mọc không nè. Không thấy trái khóm nữa các bạn, thấy không? Thứ này thì mình gặp nhiều lắm nha các bạn, vườn khóm mình gặp là rất nhiều thứ này. Không có trái luôn các bạn. Cái trái nó ăn không được luôn, trái như xíu xíu à. Còn là khóm con không, khóm con mọc đầy luôn. Các bạn nhìn thấy nó giống cái bông không? Nhìn đẹp nha. Đi ra như là cái bông cầm tay cho cô dâu với các bạn. Quá trời khóm con luôn rồi, khóm con không à, một bít trái khóm mình luôn. Ở đây mình có thêm một trái nữa nha các bạn. Mình quay cận cảnh cho các bạn xem cho kỹ nha. Rất là kỳ quái, hình thù rất là kỳ quái luôn. Đó, đây là những bụi khóm này bị biến dạng hết, bị đột biến hết. Nó cho ra trái như thế này đây. Nhìn nó biến dạng mà cũng nhìn thấy đẹp lắm các bạn. Cái này là trái non nó mới về ra nè các bạn, nó còn cái bông ở trên luôn đó các bạn. Nhìn nó rất đẹp. Mình trồng khóm cũng 2 năm rồi mà đó giờ 2 năm nay mình mới gặp lần đầu tiên các bạn, thành ra mình thấy nó rất là lạ. Và mình thấy nó cũng đẹp nữa các bạn, thành ra mình sẵn đây mình quay cho các bạn xem nha. Đối với những người trồng khóm lâu năm này chắc họ thấy này chắc là bình thường đó các bạn ơi. Mình thì mới thấy à, mình thấy nó cũng rất đẹp nè. Bây giờ nó biến dạng nhưng mà nó đẹp nha. Kỳ quái.
Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha các bạn. Các bạn xem thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký và like ủng hộ mình nha các bạn ơi.